Một lần đi lấy ammo này hơi xa. Quên mất không để trống phòng đồ này. Làm xong cái đống năng lượng rồi à? Ở cái cục ấy của tôi chế ở đây đến đâu rồi?
hydrogen nhà mình còn không? Ai đấy? Alo. Cái ra cái đâu nhỉ? Không có chế cái sao cái. Mấy cái cục kia của tôi đâu? Nó sao tiêu quá kiểu ấy. Đây, làm gì? Đâu? Thấy được nhỏ. Sao tiêu. Đâu? Thì tôi còn chế cái máy, đang chế máy đào mà. Quá, không có một cái máy này. Bây giờ thêm máy nữa thì cũng chả đủ năng lượng mà chạy đâu. Đống đồ mình lúc để đây chả để ý dinh đã kiểu you
chế thêm một cục ghế. Ý này nhân đôi lên để chế thêm một cục TG nữa ấy. Để 3 cục á. Hiện tại ông đang chế 3 cục á. Mình cần lít nhịp này. Tôi biết rồi nhưng mà đang nghĩ thì mình ở Agon thì nhầm nó còn này. À quên, chắc là phải sang A chốc rồi lấy. Có meta này. Meta đang sử thấy. Trên A chốc đang lấy sút vua. Sút vua. Thì ốc chế thêm mấy cái platform với lại cái cục pin nhá, cho chế pin. Còn thiếu một platform mấy pin rồi. Máy đào thì đang chế. Sunfu này ít đấy nhở? Thì có. Đáng này. Sao cái Sunfu ít vậy ta? Sunfu lấy đâu? 160 ạ? What the fuck? Trong cái Aatrox có nhiều Sunfu nhất. What the fail? Tôi nghĩ cũng phải đặt pin ở nhà mình nữa. Ui! Quên, hóa ra là quên, nó không cho nó chạy liên tục ạ. Mẹ nó chứ. Bực hết cả mình. Lấy tạo một cục về vậy. Hay đó. Bà bay thử thấy à? Ừ, tất nhiên. Tôi chỉ sang lấy đồ thôi mà. Tôi có một hộp phua ấy. Mẹ nó chứ. Làm sao mà tôi lại quên được nhỉ? Thế nào vậy? Nào tôi check chút. Đáng nghe là trong cái thời gian này là đầy cái bình xung cua này rồi đấy. Đầy mấy bình nó bao lâu rồi? Ồ, đầy còn dư rồi. Đỡ được. Trên A chốc còn nhiều xung cua nhất. Trời này. Tôi đặt một cái cục pin nữa ở nhà mình nhé, nhà mình thiếu năng lượng quá. Cứ đặt đi. Sao nhỉ, hình như tôi bị lỗi. Nào
nên chế luôn ba cái máy rồi tí không? Hay là để đánh nào đâu? Game lại còn lỗi nữa. Alo, alo. Mic mà bé. Alo. Bé gì? Cứ chế rồi tí rồi. Cái này đào nhanh. Có đặt một cái nhà mình không? Có nhà mình không? Có chứ. Có chứ. Cứ đặt một hai cái nhà mình, một cái nhà mình đi. Hai cái được. Cái ôm thì một cái thôi, còn lại để đi gấp vào kia. Đâu? Ờ, Titan thôi. Titan với Lithi. Ôi còn sắt nữa nhở? Sắt nữa. Ờ nhưng mà sắt trên, sắt bên trên. Sắt bên trên làm gió thôi. Phí lắm. Thôi là tôi cứ để nó ở đây đi, về nhà đã. Cái RTG đã có 4 vô thôi ông. Nó chỉ bằng mày. Không yên tâm được. Cầm trong người hai cái RTG một cục pin có thêm nên cần làm cái cục pin nữa nhỉ? Tôi nghĩ một cục pin to một cục pin nhỏ là đủ để tích năng lượng nếu mà cái đế ở trên mặt đất. Trên 100 rồi ạ. Thế có khi làm mấy cái rẻ rẻ để cho nó nhanh. Cái gì cơ? Này, nhét cái này vào người. Ê, nó cho medium battery luôn này. Không phải chế nữa này. Có hai cục luôn. Ừ, hai cục. Tôi nghĩ là... À thôi rồi, cái này để... Sao đấy, nhét vào người ấy. Ông còn dư cái... gì nhở? Còn dư cái nano carbon alloy nào không? Ờ, không. Chế rồi, thế rồi. Tôi vừa chế rồi. Chế hết rồi. Ờ. Đang cầm trong người đây. Đang cầm hai cái RTG trong người.
quên mất không để bảo ông để lại một cục để làm cái portable oxygen đấy, cái oxy vĩnh cửu ấy. Thôi oxy vĩnh cửu đi hết kém rồi. Nói hiểu. Sau này phải chia ra chứ. Từ từ để tao xem. Nó sao cái phần này ở mục trách mà lại hơi như game của tôi bị lỗi sao ấy? Cái gì vậy? Làm gì vậy? Những game của tôi bị lỗi à? Lỗi gì? Làm gì vậy? À không, không phải. Không phải. Tôi làm gì đâu? Tôi ấn vào cái này nhưng mà không phải. Tôi có tưởng nó được thưởng luôn không phải. Tự nhiên đâu mất rồi? Đâu cái gì? Cái cục ấy đâu? Tôi vừa ấn vào đây mà. Tôi ấn gì đâu? Chẳng quan trọng đâu. Đấy. Pin này. Không. Cầm theo này. Xích là làm từ lúc từ cái gì nè nhỉ? Phalerit. Phalerit nó. Ờ đúng. Ê, rồi. Không, xích ở đây có. Xích ở đây có. Đây này. Tính ra Phalerit mình cũng phải dùng để dùng nhé. Cũng cần đấy. Thôi sau này dùng vĩnh cửu hết mà cần quá thì Phalerit năng lượng gió dinh thì dùng nó gió với mấy cái nút vớ vẩn không cái spam này cái pin nhỏ này vehicle data reporter là cái quái gì vậy ta à cái hộp vợ. Unlock and pin over prop scan. Thế có đi lấy cái có đi ấy không hay bây giờ thăng thành cái khác để có không set up cái graphite đã chưa không? Graphite. Graphite. Graphite cần đúng không? Ừ, nên tôi để đây này mấy cái hộp này này tôi đã bảo là chỉ cần thiếu mỗi cái platform thôi. Platform à? Có với máy đào đấy thôi, máy đào các kiểu ấy. Ờ, platform bây giờ đang đi làm cái đấy mà. Cái cha là thứ gì xin. Lấy xin. Đi lấy lấy xin đã. Máy đào. Lấy xin tôi nhớ là bãi đã tháng gần nhà mình. Tôi mở vài thứ nhé. Ô còn có 14.000 thôi. Đây có phải ammo không? À không, cái cỏ. Tôi đi xin này lấy con đất được. Đất rẻ. Bao giờ mới có thể chế độ đồ bay cho nó mà. Sợ sợ đấy. Mình chế được đồ bay chưa? Chế được rồi. Ô đấy, tức là bay bằng hydrazin đấy không? Hydrazin là 2 ammo với 1 hydrogen đấy. Tầm này thật sự là chả cần mở cái gì cả. Chả cần mở gì. À đâu để xem nào. Chà lắp của lắp phông C. Toàn mấy cái dòng lìn đấy, chả có gì. Platform A đúng không? Hay B nhỉ?
như là cái đầu tiên là mở hết tất cả rồi đấy. Cái mục đầu tiên ấy. À không, chưa, còn... Ôi, còn nát form. Thế như là chỉ cần một chiếc platform thôi đúng không? À không, còn một người đây. Để cái này. Một chiếc platform to, một chiếc platform. Có mấy cái phế vãi, cái tiện Terrain Analyzer này nó kiểu chia màu ấy không? Tức là mình đào, kiểu đào, chỉ đào vào đất màu xanh hoặc chỉ đào vào đất màu tím ấy, kiểu đúng phế luôn. Ôi, cảm thấy đang thiếu bài rồi đấy. Điểm nâng cấp hay không? Ai bảo ông thế? Nhìn lại xem còn có 3.000 thôi. Đấy là tôi toàn mở đồ nhỏ đấy nhá. Thật ra là những đồ quan trọng mà tôi mở hết rồi. Nhưng mà mấy cái đồ bé ấy, mở mấy cái đồ ít điểm trước để cho nó đạt cái nhiệm vụ 100 đi. Đi mình đi. Ở nhà chế đồ ấy. Đấy mấy cái boost mod, wild mod là tôi mở hết rồi đấy. Review mod mở hết rồi đấy. Thế để tăng năng suất cho cái máy đào của mình ấy. Ừ, thật ra là chỉ cần mỗi cái máy đào, không phải máy đào mà cái quặng, có cái gì? Có cái hộp không? Ừ, hộp chứ. Đây, tôi chế cho, từ từ nào. Ơ, ra set up trước đi không? Xe là hết điện, chứ là có người đó mà. Nãy tôi bảo ông cắm QT trên người, mang đi. Quát về classic à? Chết set up trước đi. Đấy, cách tôi bảo đấy. Tàn phá thiên nhiên thế. Thôi, hiện tại tôi đang phân vân có đúng đường không? Bây giờ sao nhìn cái đường này, đằng này nó khác cái đường trước ấy nhỉ? Ông ấn R đấy, ra thẳng cái chỗ biểu tượng màu vàng ấy. Cái beacon vàng ấy.
quét nào mình nhìn cái đường cũng lạ nhỉ. Gì? Tôi bên cạnh đâu mà tôi mở cái hộp đó. Gì đấy? Mở hộp năng lượng ấy. À mà cắm năng lượng vào nó ấy. Thế là ông đi đúng đường rồi đấy. Chết ba luôn rồi này, vãi. Xong xứ rồi. Đầy cái hộp ammonium rồi. Cầm này, cầm, đây, cầm, tôi đang cầm, này. Tôi... Không, tôi thay hộp mới mà, tôi mang hộp mới để thay mà. Tôi cũng đoán là nó xong rồi. Không, tốn cái áo đi. Mình thay liên tục chứ, cái này quan trọng mà. Xét đi. Tôi mang hộp này về. Tôi mang cái hộp này về. Nối lại cái oxy cho tôi với. Biết là chỗ nào mà nối. Tí nữa mình quay về, tí nữa mình quay về. Xét cái này luôn đi. Ờ, ở xe có oxy mà. Lại đây. Thôi thật nó chết đấy. Ơ hình như ông có mang đủ platform không? Có đây, tôi đang cầm. Có ở đây có một cái à? Hai cái mới đủ chứ, có chỗ cắm pin đâu mà. Hình như hơi ít. Ôi cãi được có tí rồi. Ừ. Thôi mình
Thôi đâu, tạm, để tạm. Sau mình ông ấy đi ở đây cho ông cái hộp này, ông xét đi nhá, tôi thử đi tìm xem có mỏ khác không. Có mỏ đấy thì được. Ông đi đâu đấy, không sợ ông mất oxy à? Ui rơi xuống đây à. Rơi xuống. Ừ. Tôi rơi tít xuống dưới rồi. Mày ạ. Thế bảo không chết à? Ừ, thôi thế tạm. Thôi. Tôi nghĩ là... tôi nghĩ là phải là cái... mỏ dưới lòng đất thôi. Thì mới được. Ờ, ở đây có này. Đâu? Nhưng mà... sao nó có bị lẫn lộn với các quạng khác vậy ta? Nhiều không? Không biết, tôi chưa lên được đến nơi, tôi đào đất ra thì tôi thấy, tự nhiên tôi thấy. Thôi cái đấy đào tay chứ, cái đấy mang xuống rồi. Cầm cầm tôi lên. Đâu, không, lên. Nó phải là ở lòng đất. Nó ngay trên mặt đất thôi. Nhưng mà nó cũng xa. Ừ. Không. Nó có tí rồi. Nó qua đi. Mày đường bắt tao đi này. Cho hai cái năng lượng, có hai năng lượng mặt trời chân mũi. Ừ. Mà không đủ, có mỗi cái năng lượng trời à? Đâu? Tôi làm hai cái mà, ông xem lại đi. Đâu? Không, tôi chắc chắn là tôi làm hai cái, ông chỉ có ông cầm thiếu thôi. Không, tôi chắc chắn là tôi làm hai cái mà. À đây 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 đây. Đấy, đồ pin, đồ năng lượng không ăn. Khởi động máy ở chỗ nào vậy? Máy không khởi động vậy. Không biết. Hình như... ờ, nếu mà nó hiện là enable output tức là ông đang disable. Đây tôi tìm thấy một khoảng khác này. Nó xa vãi cả lìn à. Có khi cái này đào tay đem về. Ờ. Nó chéo luôn, cái núi nó kiểu chéo luôn. Chỗ này nó ít nhưng mà không. Ê nhưng mà hình như chỗ này có vẻ gì khá. Ủa chỗ này có vẻ được khá khá đấy mày ạ. Thôi đào tay đi. Ờ, thôi thôi. Thế ra đây đào với tôi. Không mang về hết. Đây. Mà thôi tôi nghĩ không cần đâu. Trông nó nhiều nhưng thật ra nó không nhiều lắm. Không có chỗ để à? Mày nghe chưa? Để đi đâu? Tôi còn không tốt. Ờ, đây đây. Ờ... ông ấn bản đồ lên. Thôi chắc không cần đâu. Tôi có một cái trích lọ để tôi cho thêm tí slot. Vứt xứ cái đèn đi. Thế là bỏ đèn.
Không, trick là khi mà ông ví dụ cái graffiti này trên lưng ấy làm được cái packager ấy thì đổi qua cái tab đấy, đổi qua cái tab packager ấy thì nó sẽ có thêm một slot. Đang ở đâu đây? Tôi Tôi đang đang trên không biết núi đang đâu luôn. Chán mà thôi, thế. chắc còn có cục này tôi vứt xuống cái đèn đi vậy. Để tôi Đây, chở cái vứt. đống này về trước nha. Ờ. Đèn là làm Ôi. từ copper à? Ôi tôi 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 ố xuống này. Thì tôi mà có hết một cái chết này. Ở đây kiểu năng lượng gió với lại mặt trời nó cũng nhau quá. Mặt trời thì có lúc nào không? Có trời tháng mà có mặt trời thôi, chẳng phải lo nhưng mà nó thì Mà nó yếu rồi. Tất cả đều trung bình thôi. Tôi nghĩ là trên mấy cái núi đá cao 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 xa xa kia cũng có kìa, nhưng mà nó sẽ kiểu bị chênh vênh ấy. Đây 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 đây. Chắc xe ông cắm lắm, RTG không bỏ ra một cục, đằng nào ông chả để ở nhà một cục. Mới có một nhà mở rồi. Cứ để đây thì bọn mình sang hình tính khác thì mình đỡ đỡ tốn thêm slot. Sang hành tinh khác thì mình cũng đâu có vác theo cái xe này đâu. Đường này không nhỉ? Phải. Nó bé vậy, nó bé, tao thấy nó bé, tao lúc tao đi rồi. Đây, tí ông đi đường này này, bên này này. Có hai đường. Cái đường này tự nhiên làm cho mình cũng chả bao giờ đi cái xe đấy nữa đâu. Tận hưởng giây phút khó khăn này tí thôi. Sau mình không đi cái xe nữa đâu. Tôi thấy nó rộng mà. Đi ở rừng à? Tôi đi qua rừng cho nhanh. Ông đi đường vòng đi chứ. Tôi về tôi Cái hang mà tôi bảo tiện ấy, tôi cái hang vác mà với cái cục này về. Sao? Ôi, tôi đang vác về rồi. Đâu phải set up làm hydrazin tự động nữa chứ. Mà ban nãy ông có mang cái hộp amu về không ấy? Có đấy, đang chở xe này. Mẹ hết gió là xe hết điện cay nha.
tay gờ ra. Đéo có tí do nào, cay thế nhỉ. Thôi mở cục ra tay gờ vậy. Mở mẹ cục ra tay gờ to à. Phí, nhìn nó hơi phí nhỉ. Có cái nào nó không tặng mình cái chemistry lab này nhỉ? Tôi nghĩ là mở sửa ra đi ông ơi, phải cắm ở nhà mình đấy. Tôi cần phải chế thêm một cái máy chemistry lab nữa. Là sao? Ý là cái máy, tôi cần một cái máy chế chất hóa học này này, chế nguyên liệu hóa học này, tôi phải cần nó chạy liên tục. Stem chuẩn bị hết này. À, không có resin, buồn quá. Không hiểu. Ông có cái platform nào dư không? Tôi nghĩ là cần platform lắm không ạ? Cần platform thì lấy resin đây, tôi cầm cái bình resin. Ông lấy đi, lấy hộ tôi với, tôi đang chế chemistry lab. Đây, amo này, để amo này. Amo, ông cứ vứt đấy, thì tôi chế đã. Đây, amo. Ai yên. Cái máy được lấy đâu nào, cái chỗ này được khoảng đâu nào. Tiền Sera thiếu này nhé. À, ceramic. Lấy cho tôi tí resin với. Ờ, tới giờ tôi mở sẵn cái xe. Tí tôi chế platform mà tí tôi sẽ cắm hai RTG bên cạnh. Vừa để. Có một cái RTG tôi mở sẵn cái lẻ. Đâu? Thấy đâu? Đấy. Nhiều thứ đấy, như này thấy có. Thêm một cái nữa đâu? Một cái cắm trên xe này. Ờ, ok. Nào, xin tí resin nào. Đây, cắm cái này vào để cho nó restart đi này. Đấy, cắm cái này vào. Tôi lấy xe này, tôi chọn cho. Lần trước mình đi ở chỗ nào thấy một rừng resin đấy. Đấy, đấy, đây ngay gần nhà mình có bãi rừng này. Đấy. Nói chung là bãi nào gần thì bãi nào gần thì để lại. Xong chế cái hộp đựng mang theo. Mang đấy xong rồi vứt đống rồi. Không, nhưng mà mang đấy vứt đống ở nhà này nó bị lỗi. Set up mấy đã set up chỗ tự động làm hydrazin. Ông đã chế được mấy đâu mà đào đất, đã chế được cái
bẫy thì đào sứ. Resin về đang thiếu resin một số. Thật ra resin làm từ đất rẻ mà. Nhà mình bừa bộn nhở. Platform đấy đấy, cái đấy đấy. Lát platform đúng không? Đây là extra lát hay là lát nhỉ? Lát thôi. Lát thôi đúng không? Còn một cái máy chế mây đùm đâu rồi? Bên kia, tôi đã bảo nhà mình lộn xộn rồi. Thế thì lúc này cần đến hai máy chế. Máy một máy chế lâu vãi. Đâu vậy? Máy rồi. Tôi chả thấy đâu nè. Đây đây à đâu đây là lab nè, cái kia rồi nhỉ. Nó viết luôn. Chịu. Đấy. À đây đây tít đầy tít đầy. Đây. Tít chỗ cái năng lượng to ấy, chỗ năng lượng mặt trời to ấy. Kia xa xa rìa của nhà mình ấy. Irazit vãi này để nó tự làm chế hay thì ra gì nào. Ừ. Thật ra là nếu muốn một cái này là 10V mà một cái RTG là 4V, nếu hiểu còn không đủ ấy. Chứ mà còn năng lượng khác mà, nhà mình còn bao năng lượng khác nữa cơ mà, đâu phải chứ một. Ừ thì ấy. Bây giờ tôi bật lên này, ông thấy nó yếu. Tôi bình tĩnh. Yếu đâu. Nó cũng không cần phải thẳng quá nhanh mà, tự động cứ đẩy ở đó. Ừ. Khoan, thế này không được. Phải là cái platform to hơn chứ không thì không có chỗ đựng tiếp tục reset tôi lúc tôi cầm về mà không vào máy chưa reset xong rồi ơi ơi không biết rồi căng nhỉ không có chỗ đựng ạ à. Nó phải là extra lab platform cơ vãi thế đó sao ông lại chế thêm một cái lab platform B này làm gì bí đấy cần nhiều không tôi bảo cần nhiều đâu tôi bảo cần nhiều resin chà lát có lát bom gì ở bên này không? Thế như cái mình chưa học cái thao ấy, không thấy đâu. Ở đây. Extra lát không, không phải cái này đâu. À, đâu không, không. Từ từ bình tĩnh đã. Lấy xin thì đầy mà, lấy xin này. Đấy, 5 cái lấy xin thôi.
phải lần trước tôi set up kiểu gì nhờ, hình như cái ấy ạ, sao mà nó làm liên tục, xong còn thêm một cái ở đây nữa, không phải cái platform này, không biết nó là platform nào luôn ấy. Thế qua cái platform mình chưa học không? hình như là x cha lát c chưa học thì phải, nhưng mà nó không phải cái đấy. Thế chưa bác A sao? A thì chắc chắn là đéo phải, và B cũng không đủ nữa rồi. A thử cái C xem có phải không. C này thì chắc chắn là đấy phải, nhìn này là biết không phải. Extend là không phải. Còn mấy cái trông nó còn dị hơn. Xà lát có phòng A này. Cái phòng Tôi A này. nghĩ là cái xà lát A này, tôi để tôi đếm lại xem nào. Có 1, 2, 3, 4. Hai cái 4 ô. Tổng 8 ô. Tổng cộng 8 ô á? Không, 8 hai ô. cái to thì tôi nhìn nhìn lại xem nào, cho tôi nhìn lại rồi. Một cái máy bên này này. Không, không phải. B hả? B này thì càng không phải, tại vì C đâu? nó phải là cái bốn chân cơ, ít nhất là phải có một cái bốn chân cơ. C đâu? Xe nào? C có phòng C. Đây, tôi học cho mà xem, trông nó dị dạng lắm. Đấy. Nó complete được Ông nhỉ? thử nhìn mà Nó xem. đang bụng gì cả. Hay là XL Extended Platform này nhỉ? Đấy, C đã to Ừ, đúng này. đúng rồi, đúng Đây rồi. đấy. Đúng rồi, Ui. đúng rồi. Quất hai phát. Đâu, để xem. Hai phát. Đấy là X-Cha lát C. Nếu Sao trông XC thì được. trông kia nó dị thế nhỉ? Lại nó bé tẹo tẹo ấy, thấy cái mẹ gì đâu. Cha C đấy, cha C mới đủ ạ. Dễ mà, mấy cái to thì lại chế dễ, tại vì chỉ cần hai sắt thôi. Sắt thì đằng nào mình chẳng phải đi farm, sắt quan trọng mà. Tí mình sẽ phải setup kiểu 32 trên 32 sắp mà ông có sắp hết. Hết ở trên dưới đất này rồi, bây giờ mình dùng là mình dùng ở trên đấy đấy. Cái này thì đương nhiên về sau chắc phải dùng nó. Mẹ này phải to vãi. Mới tin vào làm xong. Xong rồi này, nghe xong rồi. Alo, tôi đây, sao ấy? Nghe xong rồi này. Đấy, ngáp xong cái gì đó. Xét hộ tôi về. Chế được đồ nhỉ? Đấy, xong rồi này. Từ từ ông đợi tôi chút, tôi đang bị lỗi. Titan thôi, nó nghỉ. alloy. Hóa ra là thiếu ông ơi. Xét cái đi. Xét nhau. Xét cái đống
kia kìa. Ông cứ cho hết, cứ sắp hết vào cùng một cái platform là được. Đây, cả hai cái máy cho vào cùng một platform đi. Ừ. Đấy, à, không một cái thôi, ý là... Đấy, thấy chưa? Ừ, xong rồi đấy. À, nó cho... Tự động chưa? À, từ từ đã. Ờ, chưa. Làm cái hộp, ốc làm cho tôi cái hộp đựng khí với lại ấy với.